Làm ăn thua lỗ vỡ nợ cuối năm, anh Đại cần bán gấp một căn nhà đẹp với diện tích ngang năm, sâu vào 11 m, tọa lạc tại trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, nằm ngay đối diện với hãng xe Mercedes-Benz. Một căn nhà thiết kế một trệt ba lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau, với con hẻm trước nhà rộng 4 m, hẻm thông của trục đường Quang Trung phường 8 nha quý vị. Giá gốc thì anh ấy giao 6 tỷ 8, bây giờ giảm xuống chỉ còn có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Giảm tới 1 tỷ 350 nha quý vị. Giảm gần tới 1 tỷ 4. Một căn nhà đẹp, thiết kế theo phong cách nhà phố bán cổ điển. Bên trong thì xây hiện đại, bên ngoài thì xây tân cổ điển. Cột hai bên được sơn giá đá nha. Đường trước nhà rộng 4 m, xe hơi có thể chạy vào nhà thoải mái. Đường thông, vị trí rất là ok nha quý vị. Đây, của trục đường Quang Trung, phường 8 Gò Vấp. Căn nhà rất là đẹp, rất là sang, xây mới hoàn toàn năm 2023, sống riêng. Căn nhà mình hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm sinh pha, xây dựng hết đất. Phía trong đây thì hai bên đây chỉ có thể đậu xe hơi một bên và làm phòng khách, có tặng lại sofa, TV 65 inch, tường thì được ốp nhựa PVC và là phào chỉ thạch cao. Trên có đèn chụp, đèn led, hệ thống camera an ninh, tặng full nội thất lên tới phải tầm 500 triệu đồng. Căn nhà mình chỉ có giá bán có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi nha quý vị. Một căn nhà ngang 5, sâu vào 11 m, hẻm thông 4 m của trục đường Quang Trung thuộc phường 8 Gò Vấp, và đang được anh Đại hạ giá bán lỗ tới 1 tỷ 4. Đấy, giá đã giảm xuống rất là rẻ, rất là thơm ngon rồi. Quý vị nào quan tâm đến em nó, chúng ta sẽ gọi trực tiếp về tới bên nhà Đạt Bá Hưng nha. Phòng bếp rộng rãi, có tặng loại tủ lạnh hai cánh, bàn ăn sau ghế, tủ bếp của An Cường, chạy đèn led và dàn kính, tường ốp gạch cao lên đụng trần. Giá bán bây giờ có 5 tỷ 450 thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta sẽ alo trực tiếp về tới bên nhà Đạt Bá Hưng nha. Đấy, căn nhà ngang 5, dài 11, rất đẹp, rất rộng rãi luôn. Quý vị xem video thì hãy nhanh tay bốc máy nha. Hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí hẻm 4 m. Đấy, rất là rộng rãi, nhà ngang 5 m, rất là rộng nha quý vị. Xây mới hoàn toàn năm 2023, sống riêng cuối 2023. Cầu thang sẽ được ốp đá kim sa đen, chạy đèn led, và tay vịn của gò đỏ sẽ dùng lan can sắt đặc. Di chuyển lên lầu 1, chúng ta sẽ được làm hai phòng toilet riêng nha. Đấy, phòng ngủ đằng trước này có giường nệm, máy lạnh để đủ hết luôn. Phòng ngủ số 1 này thì không có ban công, xây dựng hết đất. Xem cửa, đầy đủ cửa nhôm sinh pha. Chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Mọi người xem video, nếu mà quan tâm muốn sở hữu em nó, chúng ta chỉ gọi nhà trực tiếp về tới bên nhà Đạt Bá Hưng nha. Một phòng một toilet luôn. Căn nhà quá là rẻ, quá là ngon, nằm ngay tại trục đường Quang Trung, phường 8 Gò Vấp. Đây, một cầu khối, vòi sen thuyền, gương led. Phía sau đây là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 chúng ta cũng được tặng lại giường nệm, có giếng trời bên hông. Đây, giường nệm, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Toilet riêng nha các anh chị, tủ quần áo có hết nha. Hướng Tây Nam nha mọi người, chỉ có giá bán có 5 tỷ 450 thôi. Đã rất là rẻ rồi. Và di chuyển lên lầu 2, chúng ta sẽ đến với phòng số 3, số 4 nha. Đây, toilet này. Phòng đằng trước thì đang bố trí là khu vực phòng thờ, nhưng mà nhà nào muốn làm phòng ngủ cũng được. Máy lạnh, có ban công đằng trước luôn. Đây, ban công đằng trước rất là rộng, trồng cây xanh, cực kỳ mát nha. Cái nhà rất là ok nha anh chị, xây cực kỳ đẹp luôn. Máy lạnh đầy đủ hết rồi.
phía sau sẽ là khu vực đây, toilet quá là rộng rãi luôn. Sau là đây là sẽ là khu vực phòng ngủ số 4. Đây, giường nệm, máy lạnh, tủ quần áo có hết nha. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, sân thượng trước sau cho chị giặt phơi đồ. Đây, chúng ta có phòng thờ quá là rộng nha anh chị. Ở giữa sân thượng trước thì có trồng cây xanh. Đây, có rèm cửa đầy đủ hết này. Đây, trồng cây xanh. Về không phải trồng nữa. Đây, cây cố chủ trồng hết rồi. Phía sau sẽ là khu vực giặt phơi nha. Giặt phơi đồ đây thì chưa làm mái, phải làm khung sắt thôi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nha. Anh chị xem thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và thả like nha.